Anh Roi rồi này. Đấy, anh Roi rồi. Đây rồi. Để map nào đi mọi người. Ok. Ma đã chọn map, ma đã chọn map. Ali làm ma chọn đây. Map mà. Lady first. Lady first mà. Ôi giời ơi. Map cho nhà nha, nhưng mà em sẽ chơi con ma biến hình. Nhà nào? Nhà 2 tầng đúng không? Cao xì đúng không? Đúng rồi. Rồi rồi, ok. Rồi, ok Lâu Ân. Thế thì khai làm nhau. Muốn em làm ma trước. Ờ, thế thì nick làm ma trước đi. Cái gì vậy? Bắn cái hồi mình chạy ôi. Ê, chạy ra, tao làm trước rồi. Thì bạn lượn. Em làm ma trước là hơi bị mệt. Chắc chưa, chắc chưa. Ma gì? Ma 2 tầng đúng không? 2 tầng đúng không? 2 tầng. Ready this. Ây da. Con này thì đi hơi chậm. Ờ kìa, đang chọn đăng ý mà. Đúng mà. Như ai ready để vô luôn mà. Sếp chơi con gì vậy? Sếp chơi con gentleman. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thôi. Thế từ lâu không chơi quên mất đấy rồi. Ai ai là quyển sách, ai là quyển sách đấy. Ê, ngoài cửa, ngoài cửa, ngoài cửa. Có một cái đang bay vào, có một cái đang lăn vào. Ôi kìa, bắt được luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi, yếu thế. Tao biết ta. Ngốc rồi. Tao lại không biết ta. Tao không biết ta. Trời đất ơi. Ui ui, sao nhìn. Ôi biến hình, biến hình cô gái gì rồi, biến hình cô gái gì rồi. Ừ ừ, biến hình cô gái rồi. Biến thành 7, đang biến thành 7 đây, đang biến thành 7, đang lanh quanh đây này. Gần cái điện nhá, vẫn đang gần cái điện nhá. Di chuyển rồi, di chuyển rồi, di chuyển rồi, di chuyển ra khỏi cái điện rồi. Chạy đi, chạy thời đi. Mày a hả? Mày a hả? Trời ơi ơi. Hả? Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, hôm nay rồi. Tại sao? Không ổn rồi bên ơi. Qua đi mình có anh Lê Khôi. Trời ơi. Ác đi chứ. Ác thiệt chứ. Ác rồi. Trời ơi. Ơi. Trời ơi. Chơi bời gì nữa trời. Khó vậy ta. Tao đâu không chơi mà khó vậy khó ta. Khó vậy ta. Trời ơi. Khó vậy ta. Ben ơi. Sửa máy đi Ben. Tao đang cố sửa vải lồn đây này. Tao này. Tầng 2, tầng 2. Đang là bắp cải, đang là bắp cải nhá, bắp cải gần bếp, gần bếp. Sao biết? Bắp cải gần bếp. Đây đây đây. Người đâu mà tinh tế. Ôi giời ơi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Cứu 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 với, cứu với, cứu với. Đỡ thấy mèo nào được. Trời ơi, chơi bài gì nữa, mẹ nó. Chơi gì nữa. Từ từ, sếp cứ chạy nữa. Mày chạy à? Mày chạy à? Chết một đứa đã. Ben ơi, mày sửa được cái cửa rồi chứ Ben? Tao chịu, tao chịu, cái độ gần rồi tao chịu. Tao chịu Ali chứ. Ôi, sao mà ngợp vậy ta? Ủa, ê. Biến hình bảy. Ben ơi, chỉ còn hai chúng ta thôi Ben. Chúng ta bằng mọi giá phải không được chết. Sếp biến hình cái chai rồi, sếp biến hình cái chai rồi. Đang đứng ở đây. Mọi người cái sửa đi nha. Rồi đi, nào, sửa đi. Đồ ơi. Rồi đi cái gì? Đồ đứng đó là thời gian không có cho đâu anh Độ. Ủa thế à? Đúng rồi, anh phải đi xa cơ. Cái cha chống cam đó. Đấy, đi rồi nha, di chuyển rồi nha. Đi rồi. Cứu nè, cứu nè, cứu nè, cứu nè. Cứu. Vẫn gần. Ê, tao không mất thời gian đâu anh Độ ơi. Chạy. Hay. Thế mà nó chạy được nhờ. Thế mà nó chạy được nhờ. Trời ơi.
Mày gọi bạn mày lên mày cứu Ale. Sợ má nhà Ale. Ây cái gì ngồi ghế điện rồi nhá, bảy ngồi ghế điện rồi. Không sao, Ale sống rồi đó, Ale gắn kia đi, gắn sửa máy đi. Bảy còn nhiều rồi, còn lâu lắm, 2 phút nữa. 2 phút lận, sửa thêm 2 máy nữa là đẹp. Sếp đang, như đang gần rồi, đang ở gần. Lấy tầng 1, sếp tầng 1, sếp tầng 1, sếp tầng 1. Sếp tầng 1 rồi, sếp tầng 1 rồi. Cứ tiếp đi, sửa tiếp đi, sửa tiếp đi, sửa tiếp đi. Sếp quay lại, sếp quay lại, chạy đi, biến hình. Biến hình. Cứ sửa đi, Ali, cứ sửa đi. Chạy đi, chạy đi. Ok, đi đâu rồi nhỉ? Ok, đi đâu rồi nhỉ? Trời ơi, đi đâu ấy nhỉ? Sao đi em lên đi nhanh thế nhỉ? Sao đi nhanh thế nhỉ? Sửa đi, sửa đi. Ôi, dễ luôn mà. Sửa đi bé ơi. Trời ơi. Sửa đi Ali ơi. Thế biết hành cứu cứu Mithy rồi, biết hành Mithy rồi, biết Mithy rồi. Cẩn thận nha, Mithy. Ây da, ai cũng Mithy vậy. Ờ đúng rồi. Mọi người đi sửa máy hết luôn rồi, không ai cứu luôn hả? Không, bỏ 7 rồi, không cứu rồi. Trời ơi. Đây, sếp 7 ơi. Ủa đó là sếp hả? Ừ. Trời ơi, sếp ơi. Trời ơi, tao xong rồi, mày ơi. Ui. Trời ơi. Người chết nữa, hai đi rồi. 2-1. Thằng này quả này chết luôn rồi. 1 rồi. Trời ơi, chúng ta hai nói chuyện. Nói chuyện à? Nói chuyện này thì nói chuyện này. Trời ơi. Chết luôn rồi. Cũng xong rồi, giết liền luôn á, không có làm gì được nữa mà. Sếp là lon nước nhá, sếp là lon nước nhá. Nhảy xuống tầng 1 này, Ây da, bị bắt cái khó thoát quá ta. Nhanh quá dạ. Nhanh quá ha. Anh Ben là cái sao, gì vậy? Anh Ben là nhỏ lắm. Chủ động sửa đi mọi người ơi. Không thì mua ít đồ bơm máu đi. Kinh nhở. Bố mẹ đâu hết rồi nhở. Sếp đang là Ali nhá, đang nhảy ở tầng phòng khách nhá. Đúng rồi. Cứ sửa đi. Ok, sao đéo thấy đứa nào nhỉ? Đấy, không tìm thấy đâu. Sửa đi. Thì em ta... xem nó ở phòng bếp nhá. Em đang phòng bếp nhá. Cố lên, sắp đủ một máy nữa rồi. Cố lên mọi người. Cố lên. Chạy đi Ben ơi. Chết đi Ben rồi. Hay Ben ơi. Hay. Rồi Ali sửa tiếp. Làm sao mà đuổi được em? Lúc đầu mình không như vậy đi. Mày biến thành người đéo được nhở? Cay thế, bị kẹt cái đéo gì. Lụm tiền mua đồ đi Ali. Bấm máu kiểu vô. Cái gì sao chạy vòng tròn vậy? Đâu rồi? Thằng kia đâu rồi? Trời ơi. Ai da, tầng 2 à mà chết mẹ rồi Ben ơi. Anh vào đây mà đuổi em này. Mày chết rồi Ben ơi. Cứ sửa đi, chưa lên đâu. Hôm nay sếp chơi ghê thế à?
Trời ơi, chú cái số cái máy nào luôn á trời. Chưa lên đâu, sửa tiếp đi. Lâu quá vậy? Máy này sửa lâu quá ta. Chắc đang dình ngoài rồi. Đến hơn nữa rồi. Cái này gì ta? Thấy đâu, không thấy đâu, không thấy đâu. Ừ, hay quá. Ôi. Anh Ben ơi. Chạy đi anh Ben, chạy đi. Hay. Anh Ben thì mượt thế nhở. Làm sao mà đuổi được em. Khó thế nhở. Ben mượt thật sự. Ôi, Ben còn hai cái nữa thôi. Còn một người nó khóa bắt nhỏ. Thôi nhờ, như có cửa rồi mà đúng không? Đúng rồi. Phải sửa thêm hai máy có cửa. Sửa luôn cái tầng 1 đi, sửa luôn đi. Một thằng khó chơi quá. Đấy, sửa cái tầng 1 là thắng rồi. Anh đổ đâu ta? Càng tận tới giờ. Uầy. Sửa nhanh còn một người sửa máy nhanh nha, còn một người cho sửa nhanh hơn thì sao? Không phải. Không biết. Rồi, xuống tầng 1 rồi. Hay Ben ơi. Quay lại đi Ben chạy. Rồi. Cứ một làm đi. Làm xong cái tầng 1 này là ok này. Cái tầng 2 để tí nữa làm. Ít mà effect ẩu lắm em ạ. Yeah. Hay Ben ơi. Hay Ben ơi. Anh em có fake đâu, em tỏ lời thật. Fake. Em cày thế nhở. Không thể nào ngờ được. Rồi, đốt cái tầng 1 là thắng Ben đây. Cứ tự nhiên thôi, thoải mái, chậm thôi. Anh độ trên tầng 2 cơ, cứ xuống tầng 1 đi. Thôi, đến sắp đồng anh đấy. Nốt cái đấy xong, ừ, làm đi. Đấy còn nửa cái. Từ, xuống. Hình như thấy rồi sao ấy. Thấy rồi, thôi. Từ đi. Trốn, biến hình luôn. Hay Ben ơi, lại không thấy rồi. Hay quá Ben ơi, không thấy đâu mà, thật. Không thể nào thấy được. Thế nhờ. Thịt mẹ. Cười. Cày đấy. Trời ơi. Ôi sao ta đéo đi thẳng được mà cứ phải đi rúc rắc vậy. Ừ được Ben ơi. Rồi dậy đi Ben, dậy đi. Dậy thôi nè. Kinh ghê. Ok. Dậy tiếp. Mày dậy. Lon coca à. Hay Ben ơi, mày làm ma xuất sắc đấy nhở. Hay anh làm ma tiếp đi. Đéo, tao xong rồi. Ừ, để thằng khác. Trời ơi. Chết hết luôn mà.
không nhưng... acid, không complex. Trời ơi. Còn một like đặc biệt nha. Objective à. Hai cái bèo. Đi đại cái, đi đại cái, đi đại cái, đi đại cái. Chạy đây, chạy đây, chạy đây, chạy đây. Đó, map gì nè? Ai làm ma nè? Đây để em làm cho. Em coi chạm map gì nè. Không biết là có những map gì đó. Chơi con này nè. Đi. Ngô nè. Trường học nè. Cái gì nhỉ? Trường học nè. Am buổi tối nè. Nhà nãy nè. Trường học đi. Anh coi làm ma nè. Rủ rồi. Mập hơi bị toa đó. Rộng lắm à? Thôi cũng được, chơi đi, sao đâu, chơi đi. Ủa sao tạo rồi chứ vô game ta. Trời ơi. Ủa trường học à? Ủa map này khó phết đấy. Khó cho ma ấy. Không sao anh. Dễ vậy. Anh khôi chọn ma luôn. Đây đây đây, ớt xong swap được. Swap qua em nè. Bấm. Được à, đây, chứ. Đó. Chà. Hay chưa thỏ ta. Con thỏ đáng yêu này. Con thỏ chưa thì mạnh ông ta. Anh chơi con đó thử đi, là anh thấy nó hết đáng yêu liền. À dạ, con này. Ủa, con ném bom nữa. Ma chân dài à? Ma chân dài đi, ừ. Dài. Akasha. Ủa, ba mít thì cơ à? Cảm ơn Kiên nhá, quá tết bạn ơi. Đúng là nãy chọn chung người làm bị lộn á. Let's go. Ủa. Ai đấy? Ai đấy? Nó không giả dạng được, không phải con giả dạng đâu. Bên ơi, bình tĩnh bên ơi. Con có con mắt á. Ôi, chậm thế nhỉ? Chúng vô bảy ơi, chúng vô bảy ơi, sắp hết một máy nhanh rồi. Ê, nó đang tầng mấy đấy? Không biết luôn anh ạ. Ủa? Đang đuổi em rồi, đang đuổi em rồi. Ủa đâu ta? Chúng mà mất dấu. Ủa? Thì nói nhá. Đang đuổi em rồi mọi người. Ủa? Ủa đâu rồi? Ủa? À, đây rồi, đây. Ủa? Rồi, đây rồi. Rồi, Ali ơi. Trời ơi. Đúng đi, Ali ơi. Đây rồi, đây rồi. Rồi lên ghế luôn. Làm con mắt ở đây, làm con mắt đây đã. Mày chạy chậm thế nhở? À tầng 2 à. Không có ai cứu đâu, anh đừng có ra đây làm gì. Không có ai cứu à. Anh thôi vẫn đang ở sân bóng gỗ, đang đi vòng quanh nha. Thế rồi giết Ali thôi là mừng rồi, thắng rồi. Sắp xong rồi, đồ cố lên được. Mẹ. Đâu ta? Sao lại mất con mắt ở đây nhỉ? Ai coi ở đây là gì đây? Sao lại mất con mắt ở đây? Giờ một máy nhá, một máy nhá, một máy nhá. Ai đôi, ai đôi. Anh coi đây lên lầu 2 nha. Anh cứu Ali đi, tao tầng 2 rồi. Rồi, cứu rồi, cứu rồi. Anh Khôi đang nhìn ở cầu thang, nhìn phía dưới xuống nè. Anh Khôi vẫn đang đứng ở trên nhìn xuống nè. Để ý thế nhờ. Ờ, anh Khôi đi đâu rồi? Anh Khôi đi đâu rồi? Qua lên, qua lên, qua lên, qua lên, nhanh nhanh, anh Khôi đi rồi. Cứu làm sao được mà cứu. Ta đến đây, ta đến đây. Anh Khôi đang nhìn ra nè, anh Khôi đang tới nè. Anh Khôi vẫn đang cắm con mắt nè, anh Khôi đi vô nè. Đâu ta? Ấy! Ây à, trên gác à. Bye bye anh Khôi. Mình kiếm bơm máu đi, nè nè nè, lại đây, lại đây. Đây, đây, đây. Ủa, nè 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 nè. Mắt bị lởm ta. Đó, đó, trời. Cho bình máu đó, bơm máu đi. Mắt là như chỉ thấy người à, không thấy đồ. Để biết đồ bay ngay con mặt luôn mà.
Nó tầng 1 nhá, nó vừa lùa tao xong. Tao bơm máu đi. Ừ, đè chuột, đè chuột, đè xuống. À! Ai da! Mẹ ơi! Ơi! Tao để tụi ấy cầm sách ra đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ gần ghế á. Sửa máy đi em ơi. Đây, anh sửa rồi. Nó đang nấp dưới gầm cầu thang nhá. Nó bay lên tầng 2 rồi. Lên tầng 2 rồi, cẩn thận đấy. Ôi, cứu anh em ơi. Cứu anh. Cứu đây rồi, đây rồi, bắt luôn. Ôi. Mày ai à? Ai à, bị choáng. Ai à, đâu quá. Cái sườn máy này nhanh đổ rồi, sắp xong anh đâu. Phụ web. Ai à? Nó tầng mấy đây? Tầng 2 nè, như đây tầng 2. Đang tầng 1. Tầng 1 nhá. Vẫn lang thang tầng 1 này. Đâu ta? À, sao nhìn thấy mình ta? Còn vẫn tầng 1 nhá. Đúng rồi. Lên cầu thang tầng 2 này. À, nó lại về tầng 1 rồi. Nó ra sân bóng rổ nhá. Đây rồi. Ủa đâu rồi ta? À, vừa đứng đây mà ta. Đỡ đi mọi người ơi. Có tầng 1 nhá. Đang tầng 1. Sửa đi mọi người ơi. Sửa đi. Đéo thấy nó đâu rồi, mất dấu nó rồi nhá. Đang tầng 1. Tầng 1 đâu mà. Đang tầng 2 đó. Nhảy đi, bay đi. Sao quá, mày ơi. Đây rồi. Mẹ, trời ơi, mẹ nó ra lúc nào vậy? Đi nào. Đi ghế khác, ngồi chán lắm rồi. Không, chỉ ngồi ghế này thôi. Không. Ngồi đi anh ơi. Mẹ à, nó cắm mắt ở đây rồi. Cắm mắt. Đánh đâu rồi mọi người ơi? Nó tưởng đông rồi kìa. À. Chạy đi. Đi chạy đi. Chạy đi. Mày chạy à? Nó đuổi nhá. Nó đuổi đấy, cẩn thận. Phá cái máy đã. Chạy. Xuống đi mọi người ơi. Trời ơi, con đéo gì kêu vậy? Mấy thằng con kỳ vậy? Đâu ta? Vừa tới đây mà nhở? Ai? Ô, đâu ta? Đây tầng 2 mọi người, đây tầng 2 rồi. Nó đang tầng 2 nhá. Nó vẫn tầng 2 này, nó đi phá máy này. Ấy. Hay quá Ben ơi. Đây rồi. Mày biến cái gì đây? Ai ạ? Ê Ben ơi. Chạy đây mày ơi. Chạy ơi. Nó tầng mấy đây? Chứ tầng 1 đó nè, người cuối cùng là tầng 1. Thấy anh đây. Làm sao mà thấy được. Nó tầng 2 nhá. Vừa thấy nó qua tầng 2 này. Cái gì vừa lăn đây nhỉ? Sửa đi mọi người ơi, đang tầng 2 rồi. Đâu ta?
Mày, đây rồi. Tao đang tầng mày đây. Mày đây, mày bật lên. Xuống mẹ tầng mày. Mày về ghế này mày ngồi nha mày. Con có ghế. Cái ghế, ây da, cái ghế này ngồi chen lắm. Ngồi đây nè. Không sao, không sao, em còn mới tin, em còn mới tin. Có con mắt nha, có con mắt cho em nha. Mới tin nhà, mới tin nhà, mày đợi đấy, mày đợi đấy. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, chỉ còn con mắt thôi, chỉ còn con mắt thôi. Sao con lợn lại nằm ở trên này? Ở em hai mái rồi mọi người ạ. Đừng hai mái là được. Trên gác à. Ờ, quay lại cho em rồi, quay lại cho em rồi. Mất con mắt rồi mọi người. Thì ha, mất con mắt rồi, giờ phải đứng canh, khó. Cần gì đây, tao cho con mắt khác này. Dẫn tầng 1. Cho con mắt khác này. Đây là con mắt khác rồi, lên tầng 2 rồi, tầng hình lên tầng 2 rồi. Đi rồi, đi xa rồi. Đây rồi, ai da. Chạy rồi, chạy ơi. Trắng quá. Wow. Có cái gì ném vào mặt mình ta trắng thế nhở? Ê. Mõm. Tưởng thế nào? Đuổi đây. Đây rồi. Nằm đây. Biết ngày mà em mày lướt ai đang nó nhảy chúng ta mày lướt này ai vậy kia kia vui vậy mày lướt rồi ôi tóc Ben bị chém rồi mày lướt lên đây mày lướt là mày sửa đi đây sắp sale rồi hay một máy nữa này cho mày con mắt ở đây đâu rồi đây rồi á lanh quanh à. Đây rồi. Ây à. Ủa sao hết máy rồi ta? Chạy à. Chạy đâu rồi. Ủa sao hết máy sửa rồi? Lạc quá. Cái hộp phải đúng không? Sửa hết trời anh ơi, ai đứng đó nữa đâu anh ơi. Mõm. Này đọc lắm. Ai rồi mọi người ơi, mới tầng 1. Đang tầng 1. Sợ tới giờ. Tầng bóng gỗ. Đâu ta? Ấy. Ôi. Từ nha, bây giờ tính cửa mở đây. Bây cứ Ô tất cả cửa dưới tầng 1 à? Không phải lon Coca này à? Đang ở sân bóng rổ đó mọi người. Đâu ta? Lon Coca. Mở đi anh có đồ, mở đi. Mở đi mọi người. Ngồi đây. Em đang mở cái cửa bên này. Không sao. Ê á, sao em chết luôn rồi? Đây rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi mọi người ơi. Sao em mượn nó lại vậy? Ủa thoát à? Thoát rồi mọi người. Trời ơi. Thoát nhanh mà. Thôi rồi chết được một người. Trời ơi. Mẹ đúng mà mõm. Thế, em chém 3-4 người yếu rồi mà không thể nào bắt được. Cái con này động tác nó chém chậm thế. Giết được mỗi một người ạ. What in Ben này?
bốn trình độ này. Ui, chắc mình tìm được cái máy ở tầng 2 sửa kín vậy rồi, thế là cũng khôi đi qua mấy lần đều biết ạ. Quá là to ấy, mát mà em đi hỏi em lạc luôn mà. Đổi đây, đổi đây. Đây, để em. Đây rồi. Đây rồi. Em, để em. Vậy tên map nào nè? Ma này phải chơi ruộng ngô. Ơ dạ, ruộng ngô, ôi, sao em chơi đúng lại? Đúng rồi, Ali chơi ruộng ngô đi. Ơ dạ. Căng nha. Căng á, căng á. Ai da, dạ? Biến hình à? Cuối là chỗ biến hình luôn mà. Dữ quá ta. Chưa thấy đâu nhá, chưa thấy đâu nhá mọi người. Biến hình hả? Biến hình là phải có chừng đồng đội nhá. Ai đang sửa cùng em đấy? Mày là thằng nào? Mày biết thi à? Vâng. Tao. Em tóc đen nha. Chúng mày biến ra anh này. Ờ. Con nó đang đâu đây? Thấy không thấy. Đâu ta? Nó đang nhà kho đôi màu đỏ hay sao tao vừa nhìn thấy. Ui chỗ em xem anh kia. Đang em giữa ruộng ngô, đang dí anh thôi à. Trời ơi. Được rồi đi thôi. Tụng ngô vẫn đang tụng ngô. Căng nhà. Tụng ngô chạy về nhà đỏ nhá, tụng ngô chạy về nhà đỏ nhá. Kiếm đi, Ali đi kiếm mấy cái máy đi, không là mọi người sửa hết đó. Ủa sao vẫn đang tụng ngô? Nó nhanh về vị trí cũ quá vậy? Ali đang tụng ngô nhá, đi tụng ngô. 30 giây cơ mà. Tụng ngô chạy về nhà trắng, tụng ngô chạy về nhà trắng. Ây da. Trời ơi, sao biết hàng cái thanh gỗ to vậy? Sao, bạn tao vừa thấy cái bao nhảy đến giật hết cả mình. Em. Đi vô đây cái là vậy. Làm gì có cái ghế nào đâu, không có ghế này đâu. Trời ơi, nhìn sao chí của mỗi mình được trời. Đang hướng gì đang nhau á. Hay này. Sao biến này? Đang biến hành đờ. Đang biến hành cái... Anh bãi cuối. Giỏ đồ. Đây đứng gần em, Đang là giỏ đồ gần bên 7 cơ. Thôi đi làm nhiệm vụ đi Khôi. Em đang định đi cứu tầng 7 ấy. Ừ thì đấy, nhiệm vụ cứu tầng 7 đấy. Ui, nhiệm vụ khó vậy ta. Đi đâu rồi nha. Đi hẳn cái bọc khác hay gì rồi. Mà đi xa 7 rồi nha, thấy 7 bao chạy dây rồi đấy. Ơ mọi người sao biến hình nhanh bị ấy quá vậy. Em phải đợi nó hồi dây. Hồi tối đa là 30 giây em ơi. Đi đâu luôn rồi. Nó đi đâu luôn á. Gần bảy. Phải không? Cặp đôi này đỉnh quá. Đi qua kho nào rồi đó. Kho đỏ đi qua kho đỏ nè. Về kho đỏ này. Kho đỏ đôi nè. Ủa sao em biến hình nó được có 2 giây à mọi người ơi. Em phải đợi nó thôi. Rồi đúng nó hồi lâu vô. Ai ơi. Ui anh xin em. Trong ruộng ngô. Ui em thoát em cứu được 7 phát rồi chứ. Ây ơi. Bày qua. Đúng. Bóp chúng mặt tránh nào sao mấy nó nhảy với ta. À ta toàn perfect luôn á. Ủa một mình một máy luôn nè. Mở đẹp. Ở đâu anh kia. Thế à. Thế em biết là không được à. Mọi người đâu rồi. Để lâu vô. Để cái hồi càng lâu biến càng lâu luôn. Ồ, chỗ này sợ khỏe lắm á.
Đâu rồi ta? Anh có máu không ta? Hết máu rồi. Không thấy ai ta? It's good man, it's good. Ui, em chuyển cái này gần xong rồi. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Ai đâu ơi. Làm sao mà đỡ được, làm sao mà đỡ được. Tìm bà sợ quá. Tí chết lại. Mất tiêu luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Nó ra ruộng ngô chúng mày ơi. Nó lại biến thành cái đéo đi rồi ý. Ây ôi. Ây Ben ơi. Ôi đứng đây thấy hết cả map này. Ê nhưng biến đâu biến. Nó biến thành Mithy. Nè nè. Mất tiêu rồi. Nhà nào? À đang ở cối xe gió. Cối gió à? Cối gió à? Vô nhà trắng này nè, vô nhà trắng này nè. Ờ. Đập cửa nhà trắng này. Nhà trắng là nhà đéo nào? Ôi, ai biến thành quận rơm đấy? Nhà tròn tròn trắng á. Em ui đứng đây thấy hết luôn mọi người ạ. Đang đây là bảy thấy không? Nó không có kiểu biến hình được lâu á, nó chỉ được 2 giây à mà đợi nãy giờ rồi. Ồ. Tới cái này gọi cái gì đây? Cái xe màu xanh lá. Nhà xanh lá. Biến hình cái cụm gỗ rồi đang lăn nè, lăn lăn nè. Lóc khóc. Vô vụ ngô rồi, vô vụ ngô rồi. Biến lâu mà đang biến thành cái gì đó? Đang ở trong ruộng ngô nhá. Ồ, đó biến quá trời kìa. Biến thành đại người này. Nó cứ tự biến ấy. Đâu, phải bấm mà. Bấm duyệt phải là biến mà. Đi qua lại có xe gió rồi mọi người ơi. Về kho đôi đỏ. Kho đôi đỏ này. Lại biến thành cái gì rồi? Vô kho đôi đỏ này. Tới ai nữa luôn á. Ôi sắp về hết rồi. Tới cái máy đầu tiên nè. Phải ta? Nó đâu rồi mày ơi? Quận ngô giữ quận ngô, giữ quận ngô. Đang gần cái sửa máy kìa. Em xong một cái này. Vẫn đang quận ngô nha. Ui nó đuổi tao, nó đuổi tao. Để em phụ cho. Đập đầu ra ba. Rồi. Ui em một máu á. Sợ vậy. Nó đâu của ta. Nó đang á. Ui rồi ôi. Ôi nó bắt được mày rồi. Ôi ôi. Ê em rồi. Mày cái lanh quanh đấy là gì? Lưng Lưng không cho đi lên. Thôi đừng có ra đây. Trời ơi chết luôn mà. Chết luôn rồi á. Ủa ở lại đây với chị. Nó bị hát mốt là chết luôn hay sao? Hát mốt hay sao á? Đúng rồi. Mở hết máy hát mốt chết luôn. Trời ơi. Sao lúc nào cũng nào ai cũng bắt được mình vậy. Đâu rồi, không thấy cái cửa. Ê, nó đang ruộng ngô nhá, nó đang hòn gạch, kìa, đang ruộng ngô này. Đang chạy về nhà đỏ nhá. Ai vậy? Ai là cục đá đang tiến lại gần vậy? Ali chứ ai? Nó đang ở đâu rồi, Ali cửa kia, cửa bên kia. Khói đỏ. Kìa, nó ra khỏi nhà đấy, bảo tao nhá. Ra rồi anh à, ra rồi. Không, anh cứ làm đi, đừng có sợ, trời ơi. Trời ơi, đủ ma, nó ra làm sao bên này á. Không. Em mở được cửa bên này này, Bố đâu em mở mà. Không, cửa bên nhà bên này không phải cửa nhà đỏ. Ôi, ba cửa luôn á. Không, hai cửa mà. Ủa. Anh mở được cửa bên này rồi này, xong cửa bên này rồi này. Về thôi.
À, cái cửa màu đỏ kìa, đây không thấy đâu, mọi người đi, về đi, hết đi, rồi. Đi. Về đây, về đây. Mọi người đi về hết rồi. Yes. Không thấy ai cả. Làm sao mà thấy này, được. Bụi ngô này phải ai master lắm này chứ làm chơi được này. Khó, nó khó quá. Yeah. Không sao. Ôi, Ali, Ali, Ali là ma rồi, nghỉ đó mọi người ơi. Không. Người chơi tiếp đi. Em cái phi lao liền được không? Phi lao thì chiêu kêu đó hơi phế. Nhưng mà cái chiêu mà cam, mà để con dao cam hay ghế ấy, mỗi lần mất 10 máu ấy, khó chịu cực. Ủa, cái màu bị gì vậy? Anh ơi, nó đuôi. Anh em mình là số 1. Do it. Do it, nè. Cái gì đấy, sao đéo rủ? Cái gì? Nó tới. Tới đéo đâu? Ủa, cái thằng này. Đéo đéo có tới đây. Nó sao lưng anh kìa. Tới, nó tới, tao đánh ơi. À, Alicia Mew. Trời ơi, nó tận đầu kia okay. Mà mẹ cái thằng Ben này. Cũng ra xong mẹ máy này rồi. Trời ơi, Alicia Mew lúc nào cũng khai mạc cái gì Alicia Mew. Nó tàn hình. Nó đang qua đó. Em choáng. Đang chở anh Khôi rồi, đang chở anh Khôi rồi. Mà thể sửa thằng Ben nó nhát vãi bỉu ý. Ôi, sao không biến được. Ây da, chói quá vậy, lát Ben. Cứu anh Ly đi anh ơi, cứu anh Ly. Đáng đeo, đáng đeo. Chi Huy con này là gì nhỉ? Ở đâu anh đâu? Nó đi rồi. Nó cùng giữa. Quý con này là gì nhỉ? God này. Nó đang cổng giữa này, ai cứu đi, ai cứu đi. À, đặt con dao xong rồi nó bay tới người nào đi ngang mà. Hay à. Trời đâu rồi? Đủ người, đủ ma mày. Cái gì mày muốn vậy Ben? Rồi đi Ben. Đang giữa rồi. Ai à, nó lại tìm được tao. Ai à, nó làm sao? Đau quá. Cửa. Ai à. Ít có mẹ biến cái gì đấy đi. Ủa, ai ngồi tỉnh bơ vậy? Mất tiêu luôn. Thằng kỳ ông. Cái cuốn sách tàng hình hả? Gì vậy? Em biết tao lại không? Ông hoàng sinh tồn đây. Ủa? Cái lọ nào vừa bay qua tao vậy? Em... Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đi rồi. Tao đâu anh kia? Ui, nó đến chỗ mày Ben ơi! Nó đến chỗ mày Ben ơi! Ben! Nó đến chỗ mày! Tàng hình! Tàng hình. Trời ơi, thằng Ben lại bị bắt rồi. Ai sợ sử gì nhỉ? Ôi, xin đây. Xin hỏ. Ôi giời ơi. Lên xong rồi. Alicia Mew ơi, đừng khai mạc. Ôi giời ơi. Nó có mặt được gấp rồi đây mày. Gấp gạo anh. Nó có trò phi ra không ấy. Ui da. Cái map này lộ thiên vãi bìu ấy. Như là cái não nhỉ. Cửa đi, chúng ta đang làm gì đấy? Mất tiêu rồi. Cứu Ali. Nó đừng chơi cam vợ thế, nó quay lại làm thế. Nó đi rồi, cứu đi, cứu đi. Mà. Cứu đi. Này.
À. Đâu nhanh đó nhờ. Con ma tàng hình đi rồi. Nó đâu rồi ta, nó đâu mọi người? Cái gì có lon con ở đây nhỉ? Trời ơi. Chết là vậy. Chị cả ơi. Chị cả xin chị đó chị ạ. Còn có một ghê nữa. Ủa, mà không bỏ anh ơi, bỏ anh đâu rồi? Đau ở nhà, đau ở nhà. Chai nước này nó đâu có ở đây đâu ta. Trời ơi. Trời ơi, sao có cây dao ngay trước mặt vậy? Cua lây, mọi người ơi, các em ơi, cua lây. Đâu con dao còn trước mặt không? Trời ơi. Ai mới cứu ở đây nhờ? Tàng hình đi đâu rồi nè? Không cho chơi game đúng không bà? Trời ơi. Đúng má mẹ. Cái nấm này nó nhiều quá vậy nè. Cái nấm một người bao giờ không? Ê ơi, đi giật. Thôi ấy giờ sớm mấy hơi nhiều quá à. Trời ơi. Dao này đặt được có một con dao à. Anh đụng cái máy sửa gần xong rồi anh đục cố lên. Hay. Cố lên đâu, có cái máy sửa gần xong rồi đấy. Đúng rồi, sửa đi mọi người. Đau nhỉ? Con già cũng OP lắm. Có quả có cây nấm nào nó ở đây nhỉ? Trời ơi. Coi có mấy hình nấm nữa. Cái nấm này dễ nhớ. Trời ơi. Đừng, không muốn mua ghế ở đâu, ghế chân hết đi. Ui ghế này đẹp à, ghế này nó nghiêng tư nè. Ghế này nghiêng tư lắm nè. Ây da, đâu mới lần một mà, còn lâu. Cứu tôi với. Khoai đâu nhỉ? Ali đâu rồi nhỉ? Mất tiêu rồi. Chắc là chỉ có phía trước này thôi. Cứu đồ, ok. Ây. Tưởng xong cái máy hả ta? Cái máy, bình tĩnh, luôn anh coi. Thôi, bình tĩnh. Không. Mày mở từ đầu. Cái máy xong rồi, đi tìm đi. Có cái ghế nào nãy mới nhảy ở đây nè, đúng không nhỉ? À. Anh Đậu có cái máy gần chỗ anh nãy anh cứu em sửa gần xong rồi đấy. Ừ, nhớ. Một xíu nữa. Nó tăng hình rồi. Ây da, anh coi rồi đấy. Thôi, mới đâu đây thôi. Không, mấy này sửa xong rồi anh ơi. Đấy mình tàng hình nữa ta. Là cái đằng sau này mà. Thằng này lộ hết bí mật. Đâu nhỉ? Ê, làm sao thấy được anh Bảy ơi. Anh xa lắm rồi. Cây nấm ơi mày. Vãi lìn cái gần sửa xong của mày. Ôi, hồi nãy nó mất anh à. Anh sửa tiếp đi. Cha lên xe mèo đập ở đây luôn. Ôi, cha lên xe mèo khỏi máu. Không hiểu. Đi rồi. Thôi nhiều tiền đó. Ui. Phao ở Legendary HTM. Cái gì mới bye bye quá nhỉ? Hình như là tiện đây mới biến mất nè. Em trốn được rồi nha mọi người ơi, em trốn rồi. Ảo ma thế nhỉ? À. Ui. Bé từ từ nói chuyện bé ơi. À, từ từ nói chuyện cô ba biết bay. Quân của bà già này có chịu nhờ. Đi trốn đi Ali ơi. Đang thế nó nằm ở đây luôn. Ui, cô nó bị nóc lần đầu à?
Vâng anh ơi. Nhiều. Đau hỉnh nhỉ. Ali nãy mới bỏ đâu ở đây ta. Trốn rồi. Trốn rồi. Ủa ai vẫn sửa máy tự tin quá vậy. Anh ơi chạy đâu. Anh ơi chạy đâu. Ây da chưa chết. Cục phô mai này nó kỳ nhở. Tao là cục phô mai đấy. Nhưng mà mình có thể được, mình có thể nói chuyện không? Nhưng mà trời ơi. Rồi đúng rồi, sửa đi Ali. Cái này trời ơi, cái gần vậy. Cái này cái bên luôn. Anh kìa, ai mới là cô vậy? À rồi à. Đâu nhỉ, đâu nhỉ? Buồn quá. Thôi là trong phòng nè. À. Lại cái nấm à. Mẹ con cái máy sửa máy đang xong cay mẹ lịt ạ. Ôi dạ. Không phải là cái nấm mà là cuốn sách à. Trời ơi, tao là quyển sách mà bầy, không phải cái nấm đâu. Đâu. Cay dữ. Dạ không thì cái gì nó bye bye qua đúng á. Ô. Trời ơi. Cứu nhiều quá vậy. Master nghề cứu rồi. Anh đổ đâu ta? Đổ là cái ghế bên này. Sửa đi Ali. Mấy có hai cục phô mai nữa không? Sửa đại đi anh. Ở đâu rồi? Nó xa lắm hả? Xa lắm rồi, đổ chất nghề cái máy này lắm nè. Hay quá. À cái máy này, cục phô mai này lạ quá ta. Trời ơi, lại nữa. Cục phô mai nào mà nước. Lòng mày nó biết chơi khó chịu quá luôn nè. Không phải, cái chỗ đó làm sao có cục phô mai được. Chết bạn, chị cả chết hẳn rồi em ơi. Trời ơi, chơi nhóm em. Trời ơi, chỗ. Ô, tiếng gì nhờ? Ê, mày chạy. À, lại cục phô mai này. Đi mẹ tao hình. Ơ, con biết không, Mày nghe mày chơi đi, mày nghỉ chơi đi. Bị tôi rồi. Ui, rồi anh. Ui, rồi anh. Trời ơi, anh ngồi biến liên tục. Trời ơi. Trời ơi. Bảo được nó thôi mà, trời ơi. Choáng mày rồi, Bảy ơi, mày bị choáng mà Bảy ơi. Mày vẫn chém được anh. Ui, con dao này ném. Ô, ai nhờ? Ai? Ai à? Chạy. Nhưng mà trời ơi, Khôi ơi. Kẹt cửa anh ơi. Mình qua rồi. Chắc chưa. Ôi kìa. Ây da, đau rồi. Ây da. Cay thế nhở, sao đéo đập vào đầu nó được nhở. Ừ, em dậy được. 3 giây. 1. Phải không? 2. Phải không? 3. 1. 4. Dây. Mẹ à, 5 giây rồi. Thôi rồi. Trời ơi. Chạy được rồi anh ơi. Tao dậy được. Không ạ, tao dậy được. Dậy. Rồi, hết ghế rồi. Dậy rồi. Có đi nè. Một người sửa nhanh cực. Cố lên độ, một người sửa nhanh cực. Dậy. Dậy được. Dậy. Trời ơi. Dậy. Đóng cửa. Thấy. Trời ơi. Phóng dao được không ta? Hỏng kích. Ui. Anh ơi, bây giờ chỉ có biết anh phân bào nó mới chém nó không được thôi nè. Cứ biến mấy này to quá. Nè, cứ biết là cục phô mai. Ê, sao đuổi cục phô mai này đi vậy? Không ai cục phô mai đó. À, đâu. Không phải. Kỹ ta. Không lên được. Sắp xong rồi. Đâu mà không lên được vậy? Anh đội một người sửa nhanh lắm, cố lên. À, Ben được chưa được cùng. Ba cái máy lận, 2 phút nhanh thôi, chắc tiêu nha, Thôi anh thấy giờ, nhanh rồi. Ok. Trời ơi. Trời ơi, bắt được. Trời ơi. Ôi. Trời ơi, mình có thể thương lượng không? À, chạy nước. Ủa, ok, mới lên cây vậy?
trời ơi. Ủa không có chai nước này. Đi kẹt. Từ từ đã. Bỗng vào. Đóng cửa. Xíu. Lâu rồi. Không được. Ủa quá. Chỗ này hết chết rồi. Xa lắm. Ủa kìa. Có mày tế nha. Ôi con già này có tiêu. Em thấy chị Ali biến hình ma thì game cân bằng nhất anh ạ. Yeah. Nhưng mà anh em mình kiểu hơi bị đỉnh quá. Thế chơi cái nhà đi, cái nhà hai tầng đi, em chơi con Valak lại đi. Được, ok. Được. Hay luôn. Yeah. Ui. Bà già này phóng con dao quá chạy nhanh thiệt anh ạ. Cho không thở được luôn nè. Chết mẹ mày, 2 giờ rồi Tâm ơi. Dậy em ơi, 2 giờ rồi. Tâm ơi. Cái gì? Tại có bạn donate tên là Tâm bảo 2 giờ gọi em dậy. Ba cắm mẹ. Chia mọi người, chia. Đây rồi. Một cái đĩa lại biến đông ta. Làm luôn anh đâu ấy. Làm luôn. Chơi luôn. Đâu lúc ba người lúc đâu rồi. Ghê vậy, quay lại được không? Quay lại đi. Thằng nào là cái lúc xe hèn vậy, à nhát vậy. Em. Là mày. Ôi. Ê, nó đến chút support. Nó luôn là em vậy. Đến chút support. Em sai rồi. Ở trong cái nhà. Đâu? Ok. Đâu? Nó đang vòng về chỗ đốt lửa. Nó đang vòng về chỗ đốt lửa. Ui giời ơi, còn xa lắm. Trời ơi, đúng chỗ đốt lửa gần mọi người này. Ôi, nó nhát thật sự luôn ý. Thật, anh thôi nhát quá. Em lấy mong cái tấm ma đâu. Này, nó đến mọi người. Đâu? Ây, nó đang chỗ đốt lửa đây này, gần em. Trời ơi. Nó gần em lắm rồi mọi người ơi. Nó đến đây. Nó đến kìa. Mày nó đến tắt kìa. Trời ơi, em nói mà. Chạy đi mọi người, chạy đi. Tí mẹ cái máy ảnh của tao. Thì em bảo nó đến rồi, em sửa cao cho mọi người sửa con đi. Mày nghe chuyện cô bé chăn cừu chưa? Em nghe rồi. Ừ. Thì em nói đúng mà, nó đến mà. Ủa cái con đó nó nguyền cái máy mà lắm nha mọi người. Tránh mấy cái máy bị nguyền ra nha. Ui giời ơi, thế mà trượt. Đó, cái đéo gì, sửa nhanh đi. Nó lên đầu anh, nó. Cái đéo gì đây? Hay. Trời ơi, nó bảo nó đến tao rồi, mới ở góc cái máy á. Cay vậy. Mới ở góc. Góc nào? Góc đối diện, chắc là đối diện mọi người luôn ấy. Ê, nó về chỗ spawn nha. Đang ở giữa. Đang ở giữa nha. Ủa cái đó là gì vậy? Sao tự nhiên bay xa dữ vậy? Hả? Cái hòm mua đồ đâu ta? Phải mới là lướt á, lướt như kiểu nhảy lướt á. Đây, chính giữa, chạy lên xe buýt, Ui con. Xuống đi mọi người, xuống đi. Đóng cửa. Em cho đốt nhà mấy hết, em lấy hết. Chạy về, trời. Quay lại nè. Quay lại đâu? Rồi là chỗ đéo nào? Chưa gần, mọi người cứ xuống tiếp đi. Nó đâu rồi? Nhà pháo. Phao là chỗ đéo nào? Em coi. Rồi, ok, sửa đi. Đưa đây, em canh cho đốt nhà rồi. Em thằng kia nó báo cái nhà phao tận cả mình. Tới thằng nào? Cho em với anh Khôi nữa. Thôi, tới anh Đậu. Phát, em phát. Dẫn, ở đâu vậy? Dưới giữa. Làm sao mà biết được. Cái đốt nhà nè. Ây da. Ây da. Sao nó bắn chiêu xa thế?
Ui. Ủa anh Lê Minh Khôi ở đâu rồi? Ủa mày đánh ai mày không biết anh đâu à? Ủa anh Khôi nóc mà em không thấy được anh Khôi là sao? Trời ơi mày đánh ai anh gì? Chạy em Khôi ơi. Ai mày ơi. Anh nóc là phải nhìn chú. Anh nóc là phải chụp người ta lên liền, người ta bò mất thì sao? Ai vậy? Ai vậy? Ai cứ theo tao xong ra, tao xong ra, tao xong ra, tao xong ra. Ê. Ở đâu rồi? Đây đây bên nhà em, bên nhà em. Rồi bị động cửa rồi, bị động cửa rồi. Chụp hình không mang. Có nhiều máy ảnh nhở. Sợ quá bây giờ gì sợ quá. Em xong. Ê sửa mọi người ơi. Ali đi chưa, không dễ đâu Ali ơi. Ồ. Nó đâu rồi. Sửa máy nhanh lắm. Ôi ôi, ai à? Ôi tôi nói. Anh đang đi Tâm ơi. Ra đâu ta? Không thấy nhau, đang không thấy nó nhá. Ê, nó đang gần. Tâm lưng bảy. Đây chạy rồi bạn ơi. Em. Ây da, sao tụi anh đúng một vòng tròn vậy? Trời ơi, đúng má thì tao tự sửa còn hơn. Anh chị còn phải. Trời ơi, gì đánh đấy? Ây da. Trời ơi. Rồi mẹ hồi hộp quá, thông cảm nhá. Trời ơi, trời ơi. Cho cái máy ảnh vô mặt liền. Nó tới. Trời ơi. Cái thằng sửa đánh kia đến giật cả mình. Rồi xong rồi đến mở cửa là xong rồi. Lạc luôn rồi. Có ai cái cửa đó. Wow, mọi người sửa xong hết luôn rồi. Mọi người sửa hết rồi. Mọi người sửa xong hết rồi. Mọi người đi về đây. Em mở cửa xong một cửa này. Đâu, cửa nào thôi. Tới. Chạy thôi, có người một cửa nè, ây da. Đi anh Độ, đi. Nhanh Độ ơi, tới. Trời ơi, anh với em nè, sao? Mở đi, anh có đồ, mở đi. Tới cửa đi. Chạy đi, bảy ơi, chạy đi. Ủa? Đây rồi, đây đúng một vòng tròn anh ơi. Đâu rồi? Ở cái cửa lúc đầu đấy, mở cửa lúc đầu đấy. Cháu rồi. Người ta mở cửa kia hết rồi. Cứu anh, anh Lê Minh Chóc ơi. Dậy đây. Trời ơi. Tún nè. Tún nè. Rồi. Từ nó điên rồi. Em thoát, em dậy được rồi, chạy. Đi chạy. Mở cửa bên đây. Chạy vô. Mở cửa kia chưa? Chưa. Đâu mở rồi? Xem đây, mở đi. Trời ơi, thằng nào mẹ mà ra ngó cái tầm nhìn xa xa một tí được không? Không, xa lắm rồi. Đi. Đâu rồi, chị cả đâu rồi? Cửa bên kia lên, Đâu rồi? Xe máy này. Đi xe nhanh.
Đã bảo thôi, không có dễ đâu. Map này to quá, nó mà cho chơi con mạnh nhất thì phải cho nó chơi map nhỏ nhất ấy, map 2 tầng ấy. Lại ông anh đi, chơi map 2 tầng nè. Chơi map 2 tầng nha. 220 down. Map 2 tầng 7 thì xa, bé tí à. Đi đi. Chị cả đâu rồi, chị cả đâu rồi. Đến tầng 1 anh ơi, đến tầng 1. Ui chạy 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 chạy. Đi. Chạy đi chú Quang. Chạy đi. Ôi. Ôi, sợ máy. Sửa free. Cái trò này sửa free sướng nhỉ. Ai vậy? Tao. Em bị bắt rồi. Ôi, ai da. Trời ơi. Tính ra thằng Khôi với cả ơi. Ali mẹ kẻ tám lạng người một cân đấy. Nặng như nhau. Căn chỉnh. Đồng hạng, đồng cân, đồng hạng. Cái ghế sao quá vậy? Cảm ơn Linh nhá, cảm ơn. Ừ hay. Thấy rồi, một nhó. Con chạy được chưa? Ando, let's go. Ui, mới biết cách tool mới là mọi người đóng cái cửa lại cái. Chị cả nhảy không đến. Chị cả đến tầng 1. Mọi người sửa tới tầng 2 đi, chị cả tới tầng 1 rồi. Sắp xong được một máy rồi. Chị cả lấy tầng 2 nhá. Chị cả lấy tầng 2 rồi. Sợ quá. Chạy trước lên thế. Chạy thôi. Mình xuống tầng 1. Sửa tầng máy tầng 1. Cả xuống tầng 1 chưa? Chưa, tầng 2 thôi. À vẫn tầng 2 nhá, vẫn thấy chị cả tầng 2 nhá. Vẫn tầng 2. Trời ơi, sợ quá mà còn xíu máu này. Ủa? Này thì ủa nè. Trời ơi. Xuống tầng 1 rồi. Đang lấy đồ rồi. Sao mọi người cứ sửa đi. Em ổn. Em ổn. Không cần cứu em đâu. Mọi người cứ đi, không cần cứu em đâu. Trời ơi. Lên mình chót này, đi lên. Tao đang ra cứu mày, mày bị bắt rồi. Không sao, em thấy rồi. Hay. Em có lốc bích xịn. À, anh bị giữ cái điện ở tầng 1 nhá. Cả vẫn tầng 1 chứ. Thì yếu máu quá. Này thì Tinas đây. Ui da. Cả bắt anh Ben rồi. Xuống cứu người, anh sửa nốt. Tao đang bắt người. Đây, đi chợ. Ghê. Trời ơi, đủ má. Rồi. Chị cả tầng 1. Một cái đéo đâu? Trời ơi. Ô, thế này mà. Đây. Qua đi bên đây. Đây. Trời ơi, tao đéo hiểu kiểu gì cô ơi. Chạy đi, chị cả đi. Ôi, chạy đi mọi người ơi. Đây, quăng slow. Ôi, lâu rồi mọi người ơi.
Số tầng 2 đi, số tầng 2 đi mọi người, số tầng 2 chỉ cách tầng 1, chỉ cách tầng 1, số tầng 2 đi. Chạy đi mọi người ơi, sắp lên tầng 2 rồi. Em xong. Ấy! Ok, máy sắp xong nè, máy cũ sắp xong nè. Ui nha. Tầng 1 nhá, vừa tầng 1. Cái gì mà lại tầng 1 tìm mẹ mày coi anh? Em vừa thấy tầng 1 rồi. Rồi, chạy lên ơi. Thiếu hiểu đi bật. Ok. Thế tao chịu mày thôi ạ. Đấy, lên tầng 2 rồi. Đang tầng 1 mà. À, bên này nó có cầu thang anh ơi. Trời ui, ơi. Ui, chị cả xuống cầu thang chúng mày ơi. Ôi trời ơi. Ôi chạy lên ơi, chạy. Trời ơi. Ôi ôi, coi ơi, chạy coi ơi. Mày đi anh. Trời ơi, sao mày lại dẫn xuống đấy? Trời ơi, tao có biết đâu. Từ. Ấy da, con này quýnh rồi. Ê, bỏ anh khôi đi, con bỏ anh khôi đi. Lại bị anh cho bảy ấy. Chết rồi, vâng anh khôi lên ghế đúng rồi. Từ anh dậy cho bảy ơi. Ui, mẹ một tay. Đâu rồi? Gần anh khôi thì sao nhỉ? Không. Đi rồi. Phải thằng Ben nãy giờ làm đéo gì, đéo thích sửa được cái nào vậy? Ê, gần anh bể. Nó mang máy rồi mà. Chết rồi, mọi người anh sửa một máy em cuốn thôi nha. Gần anh đổ. Anh đổ rồi. Tối ơi, đem chết tôi. Ông ra, tôi này. Ê. Cuốn rồi. Đấy, dễ quá nè, đánh kêu quá nè. Rồi, Ben sửa nốt cái máy đó, thằng Ben ơi. Ừ, máy thôi. Máy à. Này, bắt quân. Trời ơi. Trời ơi, tao chết rồi. À, tự anh ở đây suốt đời rồi. Yeah. Quay lại ông kìa. Quay lại với em. Gì đây? Máy đó mọi người ơi. Nó đến. Sắp xong nhưng mà người chữ khủng luôn. Anh à, mẹ à. Trời ơi, choáng nó rồi mà đéo hiểu sao vẫn bị ạ. Ôi, máy này còn mới tân luôn à. Sao không nè. Ô kìa. Mấy đâu, tầng 2 hả? Tầng 1 nó đang bế tao đây. Đây rồi. Bình tĩnh. Mở cửa luôn. Mở cửa trước đi. Mở đi, 120 giây cơ, thoải mái. Đúng, mình mở cửa trước đi. Cứ mở đi bảy, anh nhìn cho. Đâu rồi? Nó vẫn gần anh, ngay cạnh anh. Nó cửa bên kia, ra mày cửa bên kia. Cửa bên kia. Vẫn đây. Rồi quay lại kiểu anh độ này. Mở được cửa rồi nhá. Nó sát cửa kia nhá. À, quay lại anh này, quay lại anh rồi này. Đánh quanh nó dình, nó bắt anh độ thôi. Đi mua đồ đi. Đi mua đồ bảy. Nè. Mua đồ đi. Đâu anh độ? Chạy đi. Ô hay. Trời ơi. Chạy đây. Có cái gì không? Đóng cửa. Nhiều đồ lắm. Mở cửa này nữa mọi người ơi, mở cửa. Ben bị cửa. Trời ơi, không hiểu luôn. Thằng Ben đi rồi, anh nhanh đi. Ủa? Thằng Ben về luôn rồi. Rồi anh độ mở cửa kia nó bị em. Em về trước đây không mẹ la. Đi chơi muộn quá. Mở cửa kia là thắng, đúng rồi, mở đi, nó chưa qua đâu. Đâu rồi? Đây rồi. Trời ơi, cái cửa này nhiều khóa quá vậy.
Nhiều quá vậy. Mày ơi. Đi cách cửa kia. Ê, đi 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 mày ơi. Đi 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 đi. Đúng, con đâm vào đầu nó phát nữa. Ê. Thấy không? Ai 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 ai. Không sao, em bắt được anh Khôi rồi. Ê, bắt thì bắt anh. Ngang trình nhá, ngang trình nhá. Đang kéo về đây. Ui, em nhiều đồ chơi với đây. Ui, mày choáng 6 lần cái bầy kia. Đó, vẫn hiếp nha. Ô. Cái này em đi dùng lụm tiền không mà. Em mua phải khoảng 4 cái máy ảnh. Mày chụp liên tục. Sao chụp Alibaba luôn.